Hello quý vị nhé. Hiện tại bây giờ là Phú đang có mặt trên đường Nguyễn Ái Quốc. Khu vực chỗ này là thuộc phường Hôn Nai quý vị. Hôm nay là thứ 6, ngày 30 tháng 9 năm 2022. Ngày cuối cùng của tháng 9 rồi. Bây giờ là khoảng hơn 8 giờ sáng, Phú đang có mặt tại đây. Cập nhật tình hình chia sẻ quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Sáng ngày hôm nay thì thời tiết cũng khá là âm u, trời đen thui à. Vẫn còn ảnh hưởng do bão quý vị. Cho nên là thời tiết không được đẹp cho lắm. Dự báo là trong những ngày sắp tới thì ở Đồng Nai cũng như là Biên Hòa sẽ có mưa nhiều. Chúng ta đang ngay chỗ này là dốc Bắc Hải, đang lên dốc Bắc Hải. Hôm nay Phú đang có mặt ở Hôn Nai để đi đến đền Thánh Martin. Lâu lắm rồi không vào đền Thánh Martin, hôm nay Phú sẽ đi vào đền Thánh Martin. Chúng ta sẽ đi cái đường này rồi vào ngã ba Phát Triển. Để chúng ta đi vào đền Thánh Martin. Thì cái đường này bây giờ là cái đường mà dễ đi nhất, cũng đỡ kẹt xe nữa. Nó xe lớn nhiều nhưng mà nó đỡ kẹt xe bởi cái chợ. Còn nếu chúng ta đi đường chợ Thanh Tâm thì kẹt xe dữ lắm, đi không nổi đâu. Đặc biệt là đi xe hơi này. Trời âm u. Trời này giống như kiểu là 5 giờ rưỡi, 6 giờ sáng. Chưa sáng rõ. Ngay chỗ này là Trung Nghĩa, gần với lại giáo xứ Kẻ Sạch. Lúc nào cũng nhộn nhịp. Lên được tí rồi đó. Trời này có nhiều người ta chạy xe mà quên là không biết là ban ngày hay buổi tối luôn, vẫn còn bật đèn. Tại trời nó âm u quá mà. Đây chúng ta đến công viên 30 tháng 4 nha quý vị. Tới đây thì chúng ta phải rẽ qua bên này. Đi xe hơi phải rẽ qua bên này chứ không được chạy thẳng. Chạy thẳng lên là ăn đòn ngay. Đấy, chúng ta chạy ra ngay cái khu vực ngã ba Sạch. Cái chỗ chợ Sạch nhỏ này. Rồi chúng ta ra xa lộ Hà Nội. Đi xe hơi là phải như vậy. Rồi, ra xa lộ Hà Nội nha quý vị ơi. Đây là nhà thờ Hà Nội, ngã ba Hà Nội. Chỗ này là xe lớn là kẹt cứng ngắc luôn. Hôm nay trải nghiệm vào ngã ba Phát Triển, đi xe hơi. Cung đường toàn là quái vật không. Quái vật cục sắt. Đây, chúng ta sẽ rẽ tay trái nha quý vị.
bám theo các anh lớn quay vật để đi vào đây. Đó, cái đường này mà đi thẳng thì nó sẽ vào bên trong Vĩnh Cửu luôn quý vị. Đi vào trong Vĩnh Cửu có rất là nhiều đường đi. Đi cái đường này nó nhiều xe lớn nhưng mà nó không có bị vướng cái chợ. Mấy xe kinh khủng, rất nhiều xe. Ôi cha, cái cầu chỗ này hôm nay nó ghê quá. Sau những ngày mưa lớn kinh khủng luôn. Cái cầu chỗ này mà những cái ngày mà mưa lớn là nước ngập rất là ghê quý vị. Nước ngập lên tới trên cầu luôn. Và ở đây thì có những năm mà mưa lớn quá còn xảy ra cái tình trạng mà đi xe máy qua mà không để ý, nước nó cuốn trôi luôn đấy quý vị. Khiếp lắm. Nên là đi xe máy qua cung đường này mà vào trời mưa thì cực kỳ kinh khủng. Mà không nói riêng gì xe máy, xe hơi cũng vậy thôi, xe nào cũng vậy hết. Đi qua những cái cung đường này khiếp lắm. Mưa gió. Đấy, trời ơi. Lâu quá không vào chỗ này, chỗ này nó mưa nó xói mòn đất. Nhìn sợ luôn á. Sình lầy. Đường này chỉ có mấy anh xe ben à. Bên xe ben, bên xe công là chạy là ok, lo lắng gì hết. Cao to hầm hố. Đấy, hư hết cái đoạn đường chỗ này luôn. Vượt qua được cái đoạn chỗ này rồi. Ngay chỗ này là đi vào bên trong nhà thờ giáo họ Hà Phát quý vị. Nhà thờ mà có cây thông làm bằng hơn 2.000 chiếc non lá. Chúng ta đi thẳng cái đường này để đi vào bên trong đền Thánh Martin. Cái này là chúng ta đang đi cái đường sau, cổng sau. Còn cái cổng mà mấy lần Phú đi xe máy là đi cổng trước quý vị ha. Đấy, quý vị thấy không? Đấy, ui rồi ôi, nhìn thấy anh lớn này là nổi hết da gà lên rồi. Kinh khủng lắm, kinh khủng lắm. Ngay đây là cái cổng đi vào bên trong đền Thánh Martin này, tu viện, cổng đi vào cái chỗ tu viện. Đường xấu sợ luôn. Sau mấy ngày mưa gió, đường nó đã đang xấu rồi, mưa gió xấu ác hơn nữa. Kinh khủng. Giờ này đi còn đỡ quý vị. Đến lát nữa khoảng cỡ 9 giờ, hơn 9 giờ ra đây kẹt xe ác lắm. Kẹt xe sẽ lớn không. Đấy, xa xa quý vị có thể nhìn thấy các anh lớn chạy nghiêng mình, oanh mình. Rất ghê. Đây, tới đây thì có cái hẻm bên phía tay phải này. Cũng sẽ rẽ vào tay phải để chúng ta đi qua bên đền Thánh Martin nha quý vị. Đi vào đây để đi qua đền.
tường này là tường rào của đền Thánh Martin đấy quý vị. Khuôn viên của đền Thánh Martin rất là rộng. Đây là đã bó hẹp lại biết bao nhiêu rồi đó, lúc trước còn rộng nữa. Rồi, thế cái đường này chúng ta lại rẽ tay phải nha. Rẽ tay phải để chúng ta xuống đền Thánh Martin. Khu vực trong này là khu dân cư giáo xứ Thánh Tâm, giáp với lại Lộ Đức Ngọc Đồng. Đi thẳng cái đường này là chúng ta sẽ đi ra chợ Thánh Tâm quý vị. Giờ này mà đi xe hơi ra chợ Thánh Tâm thì thôi khỏi chạy luôn. Chợ người ta bán kéo dài tới đây luôn. Các tiểu thương bây giờ là người ta cứ đi những cái chiếc xe lôi chở hàng hóa trên đó, rồi người ta đến bất cứ nơi đâu người ta bán, chứ không có nhất thiết là phải vào bên trong chợ hoặc là thuê kiosk ngồi bán nữa. Đấy, khu dân cư qua đường lung tung hết. À, chúng ta đã đến cổng đền Thánh Martin rồi. À, mình sẽ rẽ vào bên trong đền nhé. Đây quý vị, đây, cổng đền đây, chúng ta rẽ vào trong đây. Xe hơi chúng ta chạy thẳng vào trong này luôn. Ở trong này có một cái nơi để chúng ta đậu xe hơi. Đây là khuôn viên lễ đài nhỏ bên ngoài. Bên trong thì có một cái lễ đài lớn bên trong nữa. Hello quý vị, hiện tại bây giờ Phú đang có mặt bên trong khuôn viên của đền Thánh Martin. Và trước mặt quý vị đây chính là nhà thờ bên trong đền Thánh Martin. À, Phú đang ngồi ở đây. Phú vừa mới đi vào bên trong khấn ông Thánh Martin xong. Thì lâu lâu nếu như mà rảnh hoặc là có dịp đi về hôm nay, Phú sẽ cố gắng là đi vào bên trong đền Thánh Martin, viếng thăm đền thánh cũng như là cầu nguyện, cầu xin cùng ông thánh ban cho gia đình, ban cho mọi người được mọi sự bình an. Bên phía bên này là nhà sắt của đền Thánh Martin này. Đó. Phía bên này là nghĩa trang ở bên trong đền thánh. Đây là tháp chuông của nhà thờ. Bây giờ Phú sẽ tiến lại nghĩa trang để quay một số cái cảnh ở bên trong nghĩa trang, nơi có cha Du Xe Trần Ngọc Thanh an nghỉ tại đây. Rồi, mời quý vị cùng theo chân Phú nhé. Đây, cái đường đi như thế này, chúng ta cứ đi thẳng đường này đi vào. Xa xa hôm nay Phú nhìn thấy nghĩa trang rất là đẹp. Khuôn viên nghĩa trang ở trong này cũng vừa mới được tu bổ lại, rất là sạch sẽ và đẹp, hoa rất là nhiều. Bên phía bên này là có đài Đức Mẹ quý vị. Quý vị có thể đến đây đọc kinh cầu nguyện cùng Đức Mẹ.
Phú sẽ quay ngược ra và chúng ta đi qua bên khu vực Nghĩa Trang nha quý vị. Nghĩa Trang nằm sát với Đài Đức Mẹ luôn. Thì Phú cứ đi như thế này để quý vị có thể nhìn thấy được cái không gian bên trong khuôn viên Đền Thánh Martin. Thì ở đây là nơi cầu nguyện, cho nên là cũng không có nói nhiều, cho nên là quý vị thông cảm nhé. Đây, những phần mộ ở đây, cũng nhận thấy là nơi đây mới có thêm hai phần mộ mới của hai tu sĩ nữa ở đây, rất là mới luôn. Khuôn viên nghĩa trang vừa mới tu sửa lại, người ta làm cái bậc để đi lên này, cũng như là cái đường đi ở chính giữa nghĩa trang. Hồi trước thì là cái thảm cỏ thôi, bây giờ người ta làm cái đường như thế này rất là sạch sẽ. Và Phú nhận thấy là hôm nay các phần mộ cắm hoa cũng như là hương rất là đẹp và thơm. Đây, Phú sẽ tiến lại gần nhé. Đây, người ta đang làm mộ. Trang trí lại. Đang khắc lại tên chữ hay sao? Khắc lại cái bia. Đúng rồi, khắc lại chữ trên cái bia. Đây, đây chính là phần mộ của cha Du Xe Trần Ngọc Thanh. Phú sẽ quay gần cho quý vị xem nhé. Phần mộ của cha đã xây hoàn tất rất là đẹp. Hoa nhiều quá, hôm nay người ta để một cái giá để ở đây rồi. Để hết hoa lên đây cho nó gọn gàng. Cũng như là những tấm bia tạ ơn của mọi người đã được để lên trên một cái giá rất là gọn gàng như thế này. Quý vị có thể thấy là rất là nhiều những tấm bia tạ ơn cha Du Xe Trần Ngọc Thanh. Tại phần mộ của cha lúc nào cũng có người đến đây để đọc kinh cầu nguyện, dâng lên cho cha những cái lẵng hoa tươi thắm và những nén hương thơm. Cầu xin Chúa ban cho cha sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Khuôn viên bên trong nghĩa trang rất là đẹp rồi ha. Phú vừa mới đi ra khỏi nghĩa trang xong và đi qua bên phía bên này, có một tượng đài của Thánh Martin ở đây. Ở trong khuôn viên của đền Thánh Martin thì có rất là nhiều những khu vực có tượng đài của Thánh Martin như thế này, rất là đẹp quý vị.
mọi người đến dâng hoa cũng như là thắp nhang cầu xin ông Thánh Martin. Thì đây là một số hình ảnh bên trong khuôn viên của đền Thánh Martin. Ngày hôm nay Phú đến đây quay lại để chia sẻ với quý vị. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Thì bây giờ Phú sẽ đi ra lấy xe đi về, và hẹn quý vị vào một dịp khác Phú lại tiếp tục đến đây cập nhật tình hình để chia sẻ với quý vị ha. Cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an quý vị nhé. Rồi, hello quý vị nha. Tôi sẽ đi vào cái hẻm bên này. Đi thẳng ra cho Thánh Tâm, đi vào cái hẻm của giáo họ Mông Triệu, giáo sứ Thánh Tâm. Sát với lại trường tiểu học Thánh Tâm này. Và chúng ta sẽ đi cái đường này vào. Đường này thì quý vị có thể đi vòng ra xa lộ Hà Nội, ngay khu vực Hòa Bình. Bù lại thì phải đi trong hẻm xóm thế này.
khu làng Mộc Hòa Bình rồi đấy quý vị. Rồi chúng ta ra tới quốc lộ 1A, cũng sẽ đi cái hướng